được tao không? Tao chạy rộng ra để tao cắt cái đuôi. Tao muốn kiếm cái khoảng trống đó tao chạy ra đây nè. Chứ ở đây mình gần nó chạy ra đây tao thấy nó mang á. Được mà. Bây giờ nè. À. Đưa một số cái gì đầu tiên ha. Bây giờ ai đủ đầu tiên? Khỏe khỏe tớ à, lo lo đi anh định đó là tao hàm. Rồi vô nhóm này luôn, vô nhóm nào cũng được trong này. Nhóm thiếu người. Thôi nhẹ đi em, lên là mẫu lên trước đi. Nào, ai tự tin chơi giống vậy nữa thầy. À chơi như vậy nữa. Đây là một tổ thôi đó thầy. Là mình, một tổ rồi đúng không? Em. Đúng rồi. Sau khi mình thảo luận rồi. Anh nó xung phong rồi. Ok. Anh đã quen rồi bây giờ tới ông bắt nè. Chơi nè. Nếu như mà tất cả mày rồi thì yêu cầu một tổ thôi, còn lại mình đứng ở ngoài. Đúng rồi. Không trẻ ở đây mới trẻ mà. Trẻ vô đây. Chúng ta ngồi đây quá. Ở đây. Già rồi, già nhưng mà già ông bà anh không. Thầy nhớ tên rồi. Thầy là ghim rồi, thầy ghim rồi. Đây là một tổ chơi đại diện. Ông vậy. Ai thích đuôi, ai làm đuôi vô. Ai vô luôn. Đẻ vô. Đây chủ chuyên nghiệp gặp nhau rồi. Chụp chung kết rồi. Tất cả qua bên phía này giùm gắn lên mai khi tổ chức tại. Chơi cho có cảm giác bài tập. Nào. Có đuôi chưa? Có đuôi chưa? Nghe nè. Cảm ơn biết đâu, Rồi. Phần này mới quan trọng nè. Anh này anh tự tin. À. Anh này anh tự tin lên đầu. Dạ. Bây giờ mình chuyên nghiệp mà. Ai tự tin sẽ là người đó. Chuyên nghiệp luôn. Nghe tiếp tục nhau. Ai là người tự tin mà chơi người ta kêu là hai người á chắc như cọp chạy vòng vòng nữa. Bây giờ nó yêu cầu nè, người thứ hai đến người thứ năm nhắm mắt nhắm mắt nha. Người số 2 và người số 5 sẽ phải nhắm mắt. Còn lại 5 người nhắm mắt lại. Ôm luôn, ôm luôn luôn cả nó đứng ra đấy, ôm dày luôn, ôm vô luôn. Chỗ nào cái người đó lên đây. À. Người nào đứng nhớ hả? Đứng không phải người đó lên nha. Cầu của Nam á. Nắm tay chặt cho. Anh di chuyển về đâu là được. Ôm vô luôn, ôm vô luôn. Ôm dày luôn. Biết được người chạy ở đâu. Ôm vào. Ôm người đằng sau nhắm mắt lại cái người số 2. Ôm cho nó bùng luôn. Khóa tay lại đi anh. Khóa tay lại. Khóa cái tay tròn lại luôn. Khóa tay lại rồi nó đứng đi. Nắm áo. Dạ, đúng đi. Tôi tới chưa má. Anh Đức lẹ quá phải đá cho anh Đức té chưa. Dạ. Đó anh được quyền chơi. Nhảy qua đầu luôn, Đức, nhảy qua đầu luôn. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt. Rộng ra mới lấy được. Rộng ra. Một người thì linh hoạt hơn phải rộng ra nữa. Nhắm mắt lại, người vẫn nhắm mắt lại. Anh chạy gần quá. Gần quá đất ơi, nó tới tay nó cản không được. Chết rồi. Đuổi rồi. Tăng tiếp á, lộng rồi. Một phút rồi. Lùi, cứ lùi luôn. Người kia nhắm mắt nha, số 2, số 6 nhắm mắt nha. Đảo luôn, Đức ơi. Lùi. Ôi, đầu tiên lên chút. Đúng rồi, đúng lắm. Hay quá. Chúc mừng anh đã thành công.